no como creo. Ừ. Tôi thấy có một số xe của Vin đi thì xe máy Vin. Vâng. Có vẻ cũng tốt đấy, mọi người đi không kêu ca thì cái gì chứ Vin nhỉ? Xe tôi mới đi bao nhiêu năm, mới đi được mấy bữa. Trông hình thức đẹp lắm. Cái an toàn thì cái hình thức nó chỉ là một cái điểm điểm cộng thôi chứ nó không an toàn độ bền, người Việt thì mình ghép với độ bền, bền tính tiện dụng. Rồi xe máy nó cũng tiện tiện mà. Khi nào cái lượng xe máy nó nhỏ hơn lượng ô tô thì cái người đi xe máy mới cảm giác mất an toàn. Ví dụ là xe sắp to, bây giờ cũng đang cảm giác là xe máy vẫn nhiều hơn ô tô nhiều. Tôi chắc chỉ được 30%. Phải đi những cái xe như thế đấy. Chắc chắn đi với thứ chắc chắn. Chúng cái xe đấy kiểu, cái xe đấy bạn chỉ đi một mình thôi. Như bạn chở con chẳng hạn là sự chịu khó. Tại vì là ngồi nó khó chịu lắm các bạn. Ngồi đằng sau khó chịu, vì nó cao hơn đằng trước hả? Ngoài câu chuyện là cao, là trước cái yên đằng sau nó rất là nhỏ. Thế và nó cứ chênh vênh như vậy. Thế là sẽ hoặc là phải ngồi đổ hẳn người trước. Còn nếu như con là con ngồi thẳng thì cố thẳng mà nó cứ chênh vênh chênh vênh. Đúng rồi. Mà ngồi cái xe, những cái xe to đấy, người ngồi đằng sau rất nguy hiểm. Đúng rồi, cảm giác nó chênh vênh rồi, là bay là bay đầu tiên. Là bay vèo đầu tiên, tất cả các vụ. Nó không có cái chỗ để bám, ví dụ xe này đều có chỗ đặt bám vào sau, nhưng xe này không có. Bay vọt qua đầu người trước luôn. Rất nguy hiểm. Xe này cả 100 triệu. Không ạ. Vâng, như là nguyên giá của Honda nó tám tám mấy. Thế còn bạn ấy mua ở bên ngoài cũng, nghĩa là xe mới nhưng mà mua xe với đại lý bên ngoài ấy, thì là còn mấy hơn mấy mấy và cũng phải hơn 100 triệu. Money,
Chứ còn tầm 1 ngày xưa là bé lắm, bởi vì nó có cái 7 phút.